Thưa quý vị, Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra vụ việc nghi phá hoại tài sản của một hộ dân trên địa bàn thiệt hại hàng tỷ đồng. Trong số này có hơn 60 cây cọ tàu, cây lộc vừng hiện đã chết hơn 50%, một số cây cảnh công trình cũng đang bị rụng lá. Cho ông Nguyễn Tiến Tuần, chủ vườn cây cảnh ở xã Hòa Thành, huyện Lai Dung, ông bắt đầu vào làm cây cảnh phục vụ các công trình từ năm 2020, mỗi năm xuất bán hàng ngàn cây cảnh các loại, chưa từng xảy ra xích mích với đơn vị doanh nghiệp nào về kinh doanh cây cảnh. Hiện tại, ông Tuần đang sử dụng thuốc nhập ngoại để cố gắng cứu những cây còn lại. Ngoài ra, công nhân tại vườn đang tích cực bơm nước vào các gốc cây, rửa chất nghi là thuốc diệt cỏ để cây cảnh không chết. Ông Tuần cho biết thêm, không đủ cây cảnh giao nên phải hủy 4 hợp đồng, thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Số cây đã chết, héo lá, ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Hiện tại, ông tìm mua cây cảnh mới để bù vào phần cây bị chết cho những đơn hàng đã ký. Theo điều tra, qua tường trình của ông Thuần, đối tượng đã cúp cầu giao điện tổng của khu vườn làm tê liệt hệ thống camera trước khi thực hiện tưới chất nghi là thuốc diệt cỏ vào hơn 60 gốc cây tại vườn.